Sau nhiều thời gian vắng mặt, thì chúng mình quyết định sẽ tiếp tục đăng tải các video về bộ phim hoạt hình Băng Hỏa Mài Chủ. Nhắc lại nội dung các phần trước, trưởng lão của Phượng tộc dẫn theo Phượng nữ và Phượng hương đến phủ công tước Áo Lan Đế quốc. Mục đích của bọn họ là đưa Như Yên, người năm đó từng bị trục xuất khỏi Phượng tộc, quay trở về. Như Yên từ chối, thế là hai bên đã xảy ra một trận chiến khốc liệt. Chiến trường được chia thành nhiều nơi, mỗi người tự chọn cho mình một đối thủ xứng tầm. Sau 19 năm, thực lực của Như Yên đã mạnh lên gấp nhiều lần. Năm xưa, cô chỉ tu luyện chiêu thức Phượng Hoàng đến biến thứ hai nên không phải là đối thủ của các trưởng lão. Bây giờ đã khác, vì mong muốn bảo vệ gia đình, Như Yên bộc phát ra sức mạnh chống lại kẻ địch. Dù đã gia tăng sức mạnh, nhưng hai vị trưởng lão cũng không phải là người ăn chay. Bọn họ hợp sức đánh bay Như Yên ra ngoài. Làm vũ công tước lao nhanh tới bảo vệ cho phu nhân, nhưng cũng nhanh chóng bị đánh bại. Cơ thể bị hất văng ra xa, không biết còn trụ được bao lâu nữa. Phượng Hư ép buộc Như Yên phải giết chồng mình, coi như hối lỗi với Phượng tộc. Nếu không thì lão sẽ tự tay giết ông ta. Bị ép tới mức độ này rồi, Như Yên đành phải liều mạng. Cô bay lên không trung thì triển chiêu thức tạo ra ba cái phân thân. Điều này làm cho Phượng Hư và Phượng Không ngạc nhiên vô cùng. Nếu đưa được cô về Phượng tộc thì tộc của bọn họ sẽ có thêm sức mạnh. Nhưng thay vì thuyết phục bằng tình cảm thì bọn họ lại dùng lời lẽ ép buộc. Họ vẫn cho rằng cô đã sai nên ngoan ngoãn quay về theo bọn họ. Điều này càng làm cho Như Yên thêm tức giận. Cô điều khiển các thân ảnh tấn công hai vị trưởng lão. Hai trưởng lão bị ép cho ngộp thở, ba phân thân đều mạnh hơn bọn họ. Phải phá hủy được phân thân thì mới có khả năng chiến thắng. Thế là bốn người Phượng tộc cùng nhau tập hợp sức mạnh, tạo thành một con Phượng Hoàng lửa khổng lồ. Vì để bảo vệ cho phu nhân, làm vũ công tước đã xả thân mình chống đỡ lại đòn tấn công của bốn người Phượng tộc. Tuy nhiên, đấu khí dung hợp của họ lại quá mạnh, làm vũ bị đánh cho tơi tả. Như Yên lao tới đỡ lấy phu quân của mình. Lúc này làm vũ công tước đã gần như kiệt sức, trên miệng phun máu tươi. Mặc kệ cho Như Yên và làm vũ công tước có ra sao, thì Phượng Hư và Phượng Không vẫn nhất quyết mang Như Yên trở về chịu trừng phạt theo tộc quy. Bọn họ lần nữa tung ra công kích. Thấy phu nhân gặp nguy hiểm, làm vũ công tước đã lấy thân mình đỡ đòn, chấp nhận dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng sống thê tử. Như Yên không thể nào vượt qua được cú sốc này. Cô nhớ lại cảnh tượng 19 năm trước, cảnh tượng giống với khoảnh khắc con gái đầu lòng bị Phượng Hư và Phượng Không giết chết. Thế là nỗi đau ùa về, uất ức, sự tức giận, tủ nhục trong suốt 19 năm được bạo phát. Cô bay lên không trung, xuất ra biến thứ 5 của Phượng Hoàng biến, một con Phượng Hoàng màu xanh ngọc xuất hiện. Đã dòng dã 100 năm, Phượng tộc không có một tộc nhân nào có thể đột phá đến biến thứ 5. Nhưng mà Phượng Yên lại có thể làm được. Điều này làm cho hai trưởng lão thèm khát. Nếu Như Yên hồi tâm chuyển ý quay về thì Phượng tộc có thể một lần nữa quật khởi, tái hiện lại kiêu ngạo của Phượng Hoàng trên toàn bộ Ngưỡng Quang Đại Lục. Suy nghĩ này cũng quá vô lý rồi. Quá khứ giết chết con gái, bà nãy suýt chút nữa hại chết phu quân của mình, do lại muốn cô quay về giúp bọn họ. Há lại có lý như vậy. Như Yên thẳng thắn từ chối, công kích lao tới tấn công đánh cho hai trưởng lão sấp mặt. Phượng nữ là người tiếp theo hứng chịu công kích. Nàng ta không hề phản kháng mà lại quyết định đứng yên để chịu trận. Niệm Băng thấy vậy liền lao ra ngăn cản bảo vệ cho Phượng nữ. Nhưng đấu khí của hắn bây giờ vẫn chưa thể sánh bằng Như Yên. Thế là hắn chọn cách ôm lấy Phượng nữ, đỡ đòn cho nàng ta. Hắn lo sợ rằng nếu mình lưỡng lự thì sau này có thể sẽ hối hận. Đúng lúc nguy hiểm thì hào quang nam chính lại bộc phát. Hỏa Long Vương đột nhiên xuất hiện lao tới giải cứu Niệm Băng. Tùy tiện một quyền đã đánh nát sức mạnh của Như Yên, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Trận chiến tới đây dừng lại, Phượng nữ phải quay trở về Phượng tộc. Mặc cho hắn níu kéo thì nàng vẫn không thể ở lại. Có Long Vương ở đây, hai trưởng lão không còn dám động tay động chân với Như Yên nữa. Bọn họ lặng yên quay xe. Làm vũ công tước có lôi lòng hộ thể nên không chết được, còn tàn phế là chắc chắn. Niệm Băng nhờ Long Vương ra tay chữa trị. Ân tình này, hắn sẽ trả bằng cách nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, chiêu đãi Long Vương. Thế là Long Vương đồng ý. Như đã hứa, hắn vào bếp bắt đầu nấu ăn. Đầu tiên là dùng chính dương đao và thần lộ đao cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ, rồi dùng ma pháp nấu nướng. Tổng cộng có 4 món, đồ ngon không phải bàn nữa. Như Yên vừa ăn vừa xúc động cảm thán, không ngờ bây giờ còn có thể ăn được món ăn mỹ vị như vậy. Cô cũng khuyên nếu như hắn có cảm tình với Phượng nữ thì vẫn mau chóng cắt đứt thì hơn. Bởi vì Phượng tộc không cho phép người trong tộc yêu đương với con người. Nếu như có thể thay đổi được tộc quy của Phượng tộc thì cô sẽ không trở thành bộ dạng của ngày hôm nay. Cô nhìn ra được Niệm Băng và Phượng nữ yêu nhau, chỉ là cô không hy vọng hai người sẽ ở bên nhau. Nàng ta chính là hy vọng quật khởi của Phượng tộc. Vì bảo đảm huyết thống thuần khiết, chuyện gì bọn họ cũng làm được. Phượng tộc là thế lực cường đại thứ 5 trong Ngưỡng Quang Đại Lục. Hắn muốn dính líu tới thì phải sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Niệm Băng nhất quyết vẫn không từ bỏ.
Đối với hắn, cái gọi là huyết thống căn bản là đang bóp chết nhân tính, trái với lẽ thường. Hắn sẽ cùng với phượng nữ đối diện với điều này. Niệm Băng đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của phượng nữ nên nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên, thân ảnh đó lại là Phượng Hương cải trang để dụ hắn vào trong rừng. Vì tương lai của phượng tộc và phượng nữ nên Phượng Hương muốn tiêu diệt hắn trừ hậu họa. Niệm Băng xuất đao tấn công ngược lại, nhưng cô nàng này lại di chuyển quá linh hoạt. Niệm Băng vẫn bình tĩnh dùng giọng nói khiêu khích ngược lại. Hành động muốn ám sát hắn chứng minh các trưởng lão lo sợ phượng nữ sẽ đi theo dấu chân của Như Yên. Điều này cũng vừa hay chứng tỏ trong lòng phượng nữ có hắn, cho nên hắn rất vui. Phượng Hương nghe vậy càng tức điên tiết. Hắn lại chất vấn, chẳng lẽ bọn họ không sợ phượng nữ sẽ hận nếu hắn bị giết? Phượng Hương vẫn kiên quyết cho rằng, cho dù nàng ta không tuân theo thì trưởng lão cũng sẽ không để chuyện của Như Yên xảy ra trên người phượng nữ. Hắn suy đoán được rằng nàng đang xảy ra chuyện gì đó rồi. Trước tiên phải đánh bại được nữ nhân này thì mới có thể đi tìm phượng nữ được. Hắn gia tăng sức mạnh rồi lao tới tấn công Phượng Hương khiến cô ta bị yếu thế. Trong lúc này, phượng nữ đang bị trưởng lão hỏi tội. Bọn họ rất tức giận vì mối quan hệ của nàng và Niệm Băng. Cho dù không phải là người yêu, chỉ bằng việc hai người là bạn bè thì bọn họ đã không chấp nhận rồi. Huống hồ tiểu tử kia cũng không phải là tộc nhân phượng tộc. Nàng đối xử như vậy thì làm sao bọn họ yên tâm được? Phượng Hương và Niệm Băng thì giao thủ kịch liệt. Hắn xuất chính dương đao và thần lộ đao, lại kết hợp với bàn tay hỏa diễm thần đối đầu với Phượng Hương. Kết quả là thanh kiếm của cô nàng đã tan nát, cơ thể bị đánh trọng thương. Dù không đánh lại thì Phượng Hương vẫn cứng đầu, thế là Niệm Băng đành phải đánh cho đối phương ngất xỉu. Đột nhiên vào lúc này, một tên trưởng lão xuất hiện đánh bay Niệm Băng. Sự xuất hiện bất ngờ này làm cho hắn cũng hoang mang. Thực lực đối thủ quá mạnh, hắn phải tìm cách thoát thân. Ông ta đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nam chính, cho rằng hắn dụ dỗ phượng nữ, tội không thể tha thứ. Chỉ cần nam chính chết thì phượng nữ sẽ được giải thoát. Mỗi đợt tấn công của ông ta đều vô cùng chí mạng. Niệm Băng mỉa mai ngược lại, hắn xem như đã nhìn thấu ý đồ của đám người này. Trên miệng thì nhân nghĩa, nhưng tất cả đều dối trá. Người không chịu tha cho phượng nữ chính là bọn họ. Lời này làm cho ông ta tức lại càng thêm điên tiết. Trưởng lão liên tục tấn công, thấy đối phương cứ muốn dồn mình vào chỗ chết. Nam chính lại kết hợp hai món thần khí, ngưng tụ ra thân ảnh khổng lồ đáp trả đòn tấn công. Uy lực chiêu thức này quá mạnh, trưởng lão bị đẩy lùi. Ông ta vẫn không muốn dừng lại, cho nên triệu hồi ra vượng hoàng lửa đối đầu với hỏa thần chân thần. Niệm Băng lấy ra bốn thanh đao rồi dung hợp lại với nhau, đánh ra một con rồng khổng lồ, phá tan vượng hoàng lửa. Điều này làm cho ông bất ngờ, nếu để cho hắn có thời gian trưởng thành, sau này phượng tộc có thể sẽ phải đối mặt với một kẻ địch lớn mạnh nên càng nổi sát tâm tiêu diệt mối họa. Phượng Không quyết định sử dụng tinh huyết của mình để triệu hồi Phượng Hoàng Lửa thêm một lần nữa. Chiêu thức của nam chính bị phá tan, bản thân hắn cũng vì điều này mà bị phản vệ ngã xuống không còn rõ sống hay chết. Tuy rằng đã giải trừ được tai họa, nhưng ông cũng bị thương không hề nhẹ, ông ta nhanh chóng rời đi. Về phía phượng nữ, nàng vẫn bị trưởng lão dồn ép, bọn họ tiết lộ tin tức Niệm Băng đã bị tiêu diệt. Tưởng là như vậy sẽ làm cho nàng ta không còn bận tâm nữa, nhưng bọn họ đã lầm. Chính điều này đã khiến phượng nữ bị tổn thương, lý trí không còn ổn định nữa, bị ép tới mức độ này rồi, nàng quyết tâm đứng lên phản kháng. Bọn họ thấy vậy cũng tung chiêu đáp trả lại. Vừa chiến đấu nàng ta vừa mỉa mai, nếu như bọn họ tha cho nam chính thì nàng nhất định sẽ trở lại phượng tộc, yên tâm làm hy vọng của phượng tộc. Nhưng bây giờ hắn đã chết rồi, mọi thứ không còn trở lại được như trước nữa. Điều mà phượng nữ không biết là nam chính vẫn còn sống, lại thêm sự hỗ trợ của Hòa Long Vương, thương thế đã tạm ổn, chỉ có khí tức vẫn hỗn loạn. Con chim lửa của tên trưởng lão đúng là không tầm thường, người bình thường khi tiếp xúc chắc chắn phải chết. May mà hắn có thần khí bảo vệ, nên chỉ ít có thể đảm bảo không chết. Biết hắn muốn đi cứu phượng nữ, Hòa Long Vương ngăn cản, bản thân hắn còn không đi nổi, lấy sức đâu để đi cứu người cơ chứ. Lần này coi như hắn mạng lớn, nếu đổi thành người khác thì cũng sớm bị đốt thành tro bụi rồi. Bây giờ hắn cần khôi phục lại thể lực, nếu không, tất cả tu vi sẽ mất hết. Chuyển cảnh tới băng thần tháp, bọn chúng đang chuẩn bị cho một cuộc thi ma pháp sư. Băng tuyết nữ thần hạ lệnh cho băng vân phải giành được vị trí quán quân cho cuộc thi lần này. Đồng thời chú ý tới tung tích của viên đá băng tuyết nữ thần. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy về cho bằng được. Cô ta cũng có suy nghĩ giống như phượng tộc, đó là phải cắt đứt chuyện tình cảm. Chỉ khi không còn vướng bận thì mới an tâm tu hành. Đồng thời phải có ý chí truy cầu cảnh giới trí cao. Video của mình đến đây thôi, hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Xin chào!